Chào mừng quý vị và các bạn đến với livestream của Dr. Giang Thẩm mỹ viện Lilia. Hình ảnh quý vị đang xem là hình ảnh của chị Thảo Ly trước khi nâng mũi Mega 8D quý vị ạ. Và ở hình ảnh chính diện này thì quý vị có thể thấy là mũi của chị Thảo Ly của chúng ta thì đã từng làm rồi nhá quý vị nhá. Đây. Nhưng mà nếu mà ở nhìn hình ảnh chính diện này này, quý vị có thể tập trung vào phần đầu mũi một chút thì có thể thấy là mũi của chị đang hơi bị lộ chất liệu một chút và dáng mũi thì hơi bị đổ về phía bên tay tay phải nhá quý vị nhá. Đây. Đây là dáng mũi làm rồi quý vị ạ. Và chúng ta cùng theo dõi một vài những cái hình ảnh ngay trong quá trình ở trong phòng mổ khi tháo chất liệu ra nhá quý vị nhá. Đây. Đây là hình ảnh ngay khi quá trình tháo chất liệu của chị Thảo Ly của chúng ta. Thì cái mũi cũ của chị là ngoài cái tình trạng bị lộ chất liệu ra thì cái phần gốc mũi thì khá là thấp này và đầu mũi thì khá là to và hơi bị hếch lên một chút. Đây. Đây là hình ảnh ngay trong phòng mổ đây quý bạn, ngay sau khi quá trình rút chất liệu ra đây ạ. Và mũi của chị Thảo Ly của chúng ta trước đây thì làm bằng sụn tai nhá quý vị nhá. Nên là đầu mũi thì bị bóng đỏ này. Và đặc biệt là cái tình trạng bị lộ chất liệu và cũng như bị tụt rất là nhanh. Và đây hình ảnh trong quá trình rút chất liệu ra đây ạ. Và ca này cũng được gọi là một ca khó bởi vì là ngoài cái tình trạng bị lộ chất liệu ra thì bác sĩ đã phải mài gồ cả hai bên sống nhá quý vị nhá. Để thì mới đưa được chất liệu mới vào ạ. Và đây là hình ảnh đây ạ. Đây quý vị thấy là đầu mũi khá là to và gốc mũi thì khá là thấp. Đúng không ạ? Và đây là hình ảnh ngay sau quá trình nâng. Đây quý vị thấy sự khác biệt đúng không ạ? Từ những cái nhược điểm cũ ở mũi cũ thì đã được thay thế hoàn toàn bằng cái dáng mũi Mega 8D, dáng mũi cao tây rất là đẹp ạ. Gốc mũi rất là cao, đầu mũi rất là bay. Đây. Hạn chế được toàn bộ những nhược điểm của mũi cũ rồi ạ. Đây là mũi ngay trong phòng phẫu thuật, ngay sau khi phẫu thuật xong nhá quý vị nhá. Và đây là hình ảnh của chị Thảo Ly vừa mới bước ra từ phòng mổ đấy ạ. Đây, với cái góc nghiêng, bởi vì mũi là làm lần thứ hai và bóc tách khá là nhiều nên là mũi sẽ hơi có tình trạng bị sưng nề và sưng tím một chút nhá quý vị nhá. Nhưng mà không sao cả, mũi này của chúng ta sau khoảng 7 đến 10 ngày khi vào form thì sẽ rất là đẹp và trong thời gian đấy thì chị Ly của chúng ta sẽ cố gắng về nhà chườm 3 ngày đầu thì chườm lạnh và 4 ngày sau thì mình sẽ chườm ấm thì cái tình trạng mà bị sưng tím, sưng nề này sẽ hoàn toàn biến mất nhá quý vị nhá. Đây, đây là góc nghiêng rất là đẹp đúng không quý vị? Ở cái góc nghiêng 45 độ này thì quý vị có thể thấy là cái dáng mũi của chúng ta được đẩy lên rất là cao và phù hợp, rất là phù hợp với cả gương mặt chị Thảo Ly của chúng ta đúng không ạ? Chị Ly ơi, cho em hỏi là trong quá trình mà mình làm phẫu thuật lần 2 ấy thì mình cảm thấy thế nào nhỉ? Làm lại lần 2 thì chị có hơi đau hơn một tẹo so với lần đầu nhưng mà nói chung là nằm trong khả năng chịu đựng của mình. Thì nói chung là bởi vì là cái mũi cũ của mình nó bị lộ chất liệu và làm bị sụn tai nên bao sơ ở trong mũi nó rất là nhiều và đặc biệt hơn là bác sĩ còn phải mài gồ cả hai bên sống mũi của mình nữa nên là cái tình trạng sưng nề của mình nó sẽ nhiều hơn so với những cái mũi thông thường khác nhá chị nhá. Nhưng mà mình cố gắng là mình về mình uống thuốc cũng như là mình chườm nhiều vào một chút thì cái mũi của chị nó cũng không hề có vấn đề gì đâu. Em thấy là dáng mũi lên rất là đẹp đấy ạ. Và đây, em mời chị soi gương nhá. Cái hình ảnh này so với dáng mũi cũ của mình thì mình cảm thấy thế nào nhỉ chị nhỉ? Chị thấy dáng mũi của chị nó cao hơn, tây hơn. Mà cái đầu mũi của chị cải thiện nên thấy nhỏ hơn. Đầu mũi từ cái đầu mũi tù. Nói chung là vừa làm xong mà như thế này chị nghĩ là nếu hết hết tím, hết nầy, hết sưng lên thì chắc chắn là mũi chị sẽ rất là đẹp đúng không ạ? Và chúng ta cùng hẹn gặp lại với cả chị Thảo Ly sau 7 ngày đến đây cắt chỉ đúng không quý vị? Và chúng ta cùng theo dõi sau 7 ngày nữa thì cái dáng mũi của chị Thảo Ly của chúng ta sẽ có nhiều sự khác biệt như thế nào được không ạ? Vâng, em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi livestream của Dr. Giang Thẩm mỹ viện Lilia. Hẹn gặp lại quý vị trong những livestream tiếp theo ạ.